những ý kiến của các ông bà Nghị chỉ làm trò cười cho dân thì có Quốc hội để mà làm gì? Tình trạng một số không nhỏ các đại biểu Quốc hội Việt Nam do không có năng lực hay trình độ kém, cho nên các kỳ họp của Quốc hội thường đem đến những trò gây cười cho dân chúng. Trước đây, vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Long An cho rằng chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình. Hay mới nhất, khi hàng loạt các doanh nghiệp ở Việt Nam gặp khó khăn, người lao động bị sa thải hàng loạt do thiếu việc làm, đời sống xã hội thì khốn khó khi giá cả tăng vọt, người bệnh thì thiếu thuốc. Vậy mà, chiều ngày 25 tháng 10, khi Quốc hội thảo luận về dự luật viễn thông sửa đổi, đại biểu Quốc hội Đoàn Bình Định, ông Nguyễn Văn Cảnh đã đề nghị cần phân nhóm SIM số đẹp đưa ra đấu giá để tăng thu ngân sách. Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu đấu giá SIM số đẹp. Hiến pháp năm 2013 sửa đổi quy định rất rõ. Quốc hội Việt Nam có quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với các hoạt động của nhà nước. Vậy tại sao hàng chục năm qua, các đại biểu Quốc hội không thực hiện chức năng dựng luật hay pháp lệnh mà chỉ biết đưa ra những vấn đề vớ vẩn và vụn vặt đến như thế? Tình trạng luật, bộ luật, pháp lệnh hoàn toàn do cơ quan hành pháp, tức chính phủ soạn thảo, rồi đưa Quốc hội chỉ việc đóng dấu thông qua. Vậy thì có Quốc hội để mà làm gì cơ chứ? Thay vào đó, vào mỗi kỳ họp Quốc hội thì người dân lại có dịp cười nghiêng cười ngả những đề tài lạc lõng từ các vị đại biểu Quốc hội này. Đa số các đại biểu Quốc hội hiện nay họ không phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội như đã định. Tình trạng này đã khiến người dân và cử tri thắc mắc rằng tại sao các đại biểu Quốc hội lại ăn nói nhảm nhí đến như vậy. Hình ảnh một phiên họp của Quốc hội tại Việt Nam. Giới chuyên gia và dư luận thấy rằng có nhiều lý do khác nhau, song tựu chung là thứ nhất là trình độ của các đại biểu Quốc hội rất kém, dù họ khoác lên mình đủ thứ danh hiệu như giáo sư, tiến sĩ. Quan trọng hơn là họ không có ý thức được trách nhiệm của bản thân theo quy định. Bên cạnh đó, đa số các đại biểu Quốc hội không do cử tri bầu mà do cơ cấu cho đẹp đội hình theo chủ trương của Đảng, trong khi trình độ, kinh nghiệm sống, tầm suy nghĩ chưa đủ để đảm đương trọng trách đại biểu Quốc hội. Thứ hai là tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên theo quy định, họ phải hoàn toàn phục tùng mọi nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Vì vậy, những ý kiến có tính đột phá hay gợi mở để tháo gỡ khúc mắc, đề xuất giải pháp, họ không được phép phát biểu. Nói ra là bị quy chụp là trái với nghị quyết của Đảng thì sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Vậy nên, đa số đại biểu Quốc hội hiện nay đều phát biểu theo lối chung chung, vô thưởng, vô phạt, thậm chí nói những điều hết sức ngớ ngẩn, còn tốt hơn cho bản thân họ. Đó chính là lý do tại sao trong nghị trường đa số các đại biểu Quốc hội chọn cách yên lặng ngồi nghe rồi bấm nút biểu quyết theo đa số chứ không dám thể hiện chính kiến của mình. Do đó, ý kiến hay câu nói rất chất lượng, đầy tâm huyết đi thẳng vào các vấn đề quốc gia, đại sự, quốc kế, dân sinh từ các đại biểu Quốc hội vì dân như Trương Trọng Nghĩa, Lưu Bình Nhưỡng v.v. đã dần vắng bóng. Đại biểu Quốc hội chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại nghị trường. Tiến sĩ Hoàng Dũng từ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những đề nghị quái đản của họ là đại biểu Quốc hội, tôi không lấy làm lạ vì nó không liên quan gì đến chuyện họ có trúng cử hay không. Tất cả họ không phải do người dân bầu ra, cho nên họ chỉ cần được lòng lãnh đạo Đảng, chứ không cần biết họ giỏi hay dốt. Vì vậy, họ phát ngôn điên rồ cũng không có gì lạ. Việc Việt Nam cần phải trả lại cử tri quyền được bầu chọn thực sự các đại biểu Quốc hội là nhu cầu cấp bách. Có như vậy thì Quốc hội mới thực sự là tiếng nói thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chứ đừng để tình trạng 500 đại biểu Quốc hội chỉ làm mỗi một việc gây cười, mua vui cho thiên hạ như hiện nay. Điều này chỉ tốn tiền thuế của dân mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin những ý kiến của các ông bà nghị chỉ làm trò cười cho dân thì Quốc hội để làm gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng Bí thư, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phần 1. Công luận đưa ra nhận xét kết quả lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, việc Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có tới 43 phiếu tín nhiệm thấp là điều khá nghiêm trọng. Đây là kết quả rất tồi tệ đối với ông Tô Lâm, một trong 6 trên 16 thành viên của Bộ Chính trị được các đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 25 tháng 10 năm 2023. Theo kết quả được công bố, 6 ủy viên Bộ Chính trị trong số 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm trong lần này cho thấy ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 437 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm, 11 phiếu tín nhiệm thấp. Thứ hai là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 414 phiếu tín nhiệm cao, 63 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính 373 phiếu tín nhiệm cao, 90 phiếu tín nhiệm, 17 phiếu tín nhiệm thấp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang 448 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình 311 phiếu tín nhiệm cao, 142 phiếu tín nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp. Thứ 6 là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm 329 phiếu tín nhiệm cao, 109 phiếu tín nhiệm và tới 43 phiếu tín nhiệm thấp. Bộ trưởng Công an Tô Lâm lâu nay được đánh giá là một nhân vật siêu quyền lực. Điều này không thể chối bỏ. Tô Lâm giữ vai trò là cánh tay phải của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò. Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13, bằng việc phanh phui các đại án chuyến bay giải cứu hay Việt Á, Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn là người thực sự nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ Tô Lâm mới là người nắm được top của tất cả các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Từ sau Đại hội lần thứ 12 đến nay, Tô Lâm chứng tỏ ông ta đã trở thành người nắm quyền sinh, quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng, để trở thành ông vua không ngai trong Đảng. Nhưng nhìn từ chiều ngược lại, giới phân tích thì cho rằng đó cũng chính là những tử huyệt mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải đối mặt trong thời gian không xa, thậm chí là rất gần. Điều đó có thể khiến cho sự nghiệp chính trị của ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm rơi xuống vực thẳm, không có khả năng cứu chữa. Vậy tại sao lại nói như vậy? Ngược dòng thời gian cách đây vài năm, chúng ta sẽ thấy như sau. Vào tháng 11 năm 2021, Tô Lâm đã dính vào vụ scandal đầy tanh tiếng là thịt bò rát vàng. Theo đó, Tô Lâm đã xuất hiện trong một clip video ông ta hó to miệng để đớp miếng thịt bò rát vàng do đầu bếp nổi tiếng thế giới người Thổ Nhĩ Kỳ dùng kiếm đút tận miệng cho ngài bộ trưởng trong một quán ăn nổi tiếng ở thủ đô London, Anh Quốc. Khi đó, những kẻ không ưa Tô Lâm trong đảng muốn nhân cơ hội tìm cách đánh bật Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó cũng hùa vào chống lại Tô Lâm. Trong một cuộc họp cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng vào đầu tháng 12 năm 2021, ông Trọng làm ra vẻ như vô tình nhắc nhở chung, nhưng thực ra là mỉa mai cạnh khóe Tô Lâm rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Những lời xúc xiểm của Tổng Bí thư Trọng đã khiến Tô Lâm lộn tiết, máu nóng bốc lên đầu. Lập tức Bộ Công an đã quyết định khởi động đại án Việt Á kinh thiên động địa, vì Tổng Bí thư Trọng có dính trách nhiệm trong việc đã ký trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho tập đoàn tội phạm lừa đảo có tên là Công ty Việt Á của ông chủ Phan Quốc Việt. Ngoài ra, hàng loạt đàn em thân cận của Tổng Trọng cũng dính
trưởng của Tô Lâm như Trương Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Thành Long, cựu Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, vân vân. Điều đó đã giúp Tô Lâm trong chớp mắt đã lật ngược được tình thế, đồng thời lấy lại vai trò người làm chủ cuộc chơi. Và tất nhiên, thưa quý vị, câu chuyện chưa hết. Mời quý vị theo dõi phần 2 ở clip tiếp theo thì sẽ biết diễn biến ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người mừng biết với bản tin Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng Bí thư chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de